Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay có những tin chính sau đây. Hàng loạt rocket tên lửa từ Liban phóng sang Israel trong đêm. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc yêu cầu Houthi chấm dứt tấn công tàu thương mại trên Biển Đỏ. Sức mạnh 3 nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ điều tới Trung Đông ngăn chặn xung đột. Ông Trump chỉ trích ông Biden là tổng thống tệ nhất lịch sử. Ông Trump và ông Biden biến 90 phút tranh luận trở thành màn công kích cá nhân. Bây giờ là tin chi tiết. Quân đội Israel cho biết trong tối ngày 27 tháng 6 đã có 35 rocket và tên lửa từ Liban phóng vào thành phố Safit ở miền Bắc Israel, gây hỏa hoạn, mất điện và thiệt hại về tài sản. Trong một tuyên bố, quân đội Israel nêu rõ lực lượng phòng vệ của nước này đã đánh chặn thành công hầu hết các rocket và tên lửa phóng sang, không ghi nhận trường hợp thương vong nào. Hội đồng vùng Merom Hagalin cho biết có một ngôi nhà bị trúng rocket. Trong khi đó, cơ quan cứu hỏa và cứu hộ xác nhận một số đám cháy đã bùng phát và dân thường mắc kẹt trong thang máy do mất điện. Cùng ngày, phong trào Hezbollah tại Liban tuyên bố lực lượng này đã tấn công sang căn cứ không quân của Israel ở Safit bằng rocket để đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Nabatieh ở miền nam Liban và thị trấn Somor ở miền đông nước này một ngày trước đó. Trong một tuyên bố riêng, IDF cho biết trước đó cùng ngày, các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một cơ sở quân sự của Hezbollah ở làng Ramia, phía nam Liban, khiến hai thành viên Hezbollah thiệt mạng. Cùng ngày, các nguồn tin quân sự giấu tên của Liban xác nhận ba thành viên Hezbollah đã thiệt mạng, một người bị thương trong hai cuộc không kích của Israel vào hai ngôi làng Ramia và Hadatha. Quân đội Israel ngày 27 tháng 6 đã yêu cầu người dân các khu vực xung quanh phía đông thành phố Gaza ngay lập tức sơ tán trong bối cảnh các lực lượng quân sự của nước này tiến vào khu vực. Thông cáo báo chí của người phát ngôn quân đội Israel Avichai Adrai có đoạn gửi tới tất cả người dân và những người phải di rời ở khu vực Suya Iya, các khu vực tạm cư mới, Tubman và Antufa. Vì sự an toàn của các bạn phải sơ tán ngay lập tức về phía nam theo đường Salah al-Din tới khu vực nhân đạo. Trong khi đó, các nguồn tin an ninh Palestine xác nhận nhiều phương tiện quân sự của Israel đã tiến vào khu phố Suya Iya nằm ở phía đông thành phố Gaza giữa lúc xảy ra những cuộc pháo kích hạng nặng và oanh tạc, khiến hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi khu vực. Cơ quan phòng vệ dân sự Gaza ra tuyên bố ngắn gọn cho biết các nhân viên của cơ quan này không thể tiếp cận một số người thiệt mạng và bị thương ở khu vực Suya Iya do hoạt động không kích. Cũng trong ngày 27 tháng 6, Bộ Ngoại giao Canada đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 người định cư Israel với cáo buộc tham gia bạo lực cực đoan ở bờ Tây. Đây là lần thứ hai chỉ trong hơn một tháng, Ottawa thực hiện bước đi tương tự. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Canada cũng áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 5 thực thể Israel, trong đó có các tổ chức của người định cư. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly bày tỏ, "Chúng tôi tiếp tục quan ngại sâu sắc trước hành vi bạo lực của những người định cư cực đoan ở bờ Tây và lên án những hành động như vậy. Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với cuộc sống của người Palestine mà còn làm xói mòn triển vọng hòa bình lâu dài." Lệnh trừng phạt của Canada dựa trên những biện pháp tương tự của các đồng minh Mỹ và Anh. Bộ Ngoại giao Canada cho biết những cá nhân bị trừng phạt sẽ không được thực hiện các hoạt động giao dịch cũng như nhập cảnh nước này. Tháng trước, Canada cũng áp đặt lệnh trừng phạt đối với 4 người định cư Israel. Bạo lực ở khu vực bờ Tây tiếp tục gia tăng sau khi Israel phát động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza để trả đũa vụ tập kích vào khu vực biên giới phía nam Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27 tháng 6 đã thông qua nghị quyết yêu cầu lực lượng Houthi ở Yemen ngay lập tức chấm dứt một hành động tấn công tàu thuyền thương mại ở Biển Đỏ. Nghị quyết được thông qua với 12 phiếu thuận và 3 phiếu trắng của Nga, Trung Quốc và Algeria. Nghị quyết nhấn mạnh tất cả các quốc gia thành viên phải tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến lệnh cấm vận vũ khí có chủ đích đối với những nhân vật lãnh đạo chủ chốt của Houthi, được nêu trong nghị quyết 2216 năm 2015. Nghị quyết cũng lên án mọi hình thức tấn công nhằm vào tàu thuyền đi qua khu vực Biển Đỏ và yêu cầu lập tức trả tự do cho tàu thương mại Galaxy Leader và thủy thủ đoàn. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng yêu cầu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đưa ra báo cáo hàng tháng về cuộc khủng hoảng hiện nay ở khu vực Biển Đỏ từ nay cho tới ngày 15 tháng 1 năm 2025. Nghị quyết của Hội đồng Bảo an được thông qua trong bối cảnh lực lượng Houthi đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ở Biển Đỏ từ cuối năm ngoái
nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Palestine ở dải Gaza. Các tay súng Houthi đã sử dụng thiết bị bay không người lái, vũ trang và tên lửa tấn công các tàu thuyền. Trong hơn 70 cuộc tấn công, Houthi đã đánh chìm 2 tàu, bắt giữ một chiếc khác và khiến ít nhất 3 thủy thủ thiệt mạng. Hành động của lực lượng này đã gây quan ngại trong khu vực và ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đỏ. Giữa lúc các cuộc giao tranh ở dải Gaza và Biển Đỏ chưa có hồi kết, ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đã nhận nhiệm vụ tới Trung Đông để ngăn chặn xung đột mở rộng. Kể từ tháng 10 năm 2023, hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford và USS Dwight D. Eisenhower của Hải quân Mỹ đã được điều động tới và rời khỏi khu vực Trung Đông. Mới đây, Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt sẽ rời khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương để tới Trung Đông trong phạm vi quản lý của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Theo tờ Business Insider, gần 9 tháng qua, ngoài chiến dịch quân sự của quân đội Israel ở dải Gaza và các cuộc tấn công của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen nhằm vào tàu bè đi qua Biển Đỏ và Vịnh Aden, nhiều người còn lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc chiến tổng lực giữa Israel và nhóm Hezbollah ở Liban. Sau vụ tấn công bất ngờ của nhóm Hồi giáo Hamas vào miền nam Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, tiếp đó là đòn trả đũa của Israel vào Hamas ở dải Gaza, một làn sóng bạo lực đã bùng phát ở khắp Trung Đông. Mỹ đã nhanh chóng đưa thêm các khí tài quân sự như máy bay và tàu chiến vào khu vực. Trong động thái nhằm ngăn chặn xung đột mở rộng và thể hiện sự ủng hộ đối với Israel, Lầu Năm Góc đã điều động nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới phía đông Địa Trung Hải. Trên thực tế, lực lượng tàu sân bay chính là biểu tượng sức mạnh chiến đấu của Hải quân Mỹ và được triển khai trên khắp thế giới nhằm thực hiện chiến lược săn đe và can thiệp. Đi cùng tàu sân bay USS Gerald R. Ford còn có tàu tuần dương lớp Ticonderoga USS Normandy và các tàu khu trục lớp Aleppo và USS Thomas Hunter, USS Ramage, USS Kearney và USS Roosevelt. Nhóm tàu này đã hoạt động gần 80 ngày trên biển trước khi quay trở lại Mỹ vào tháng 1. Trong khi đó, USS Kearney là tàu chiến đầu tiên của Mỹ tham gia đối phó với các cuộc tấn công của Houthi vào tháng 10 năm 2023. Sau đó, tàu chiến này cùng với một chiến hạm khác đã giúp bắn hạ hàng loạt tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công chưa từng có vào giữa tháng 4 của Iran nhằm vào Israel. Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower lần đầu tiên được triển khai tới Đông Địa Trung Hải vào tháng 10 năm 2023 bên cạnh nhóm USS Gerald R. Ford. Đi cùng với tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower, còn có tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Philippine Sea và các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Mission và USS Great Valley. Nhóm này được giao nhiệm vụ bảo vệ các tuyến đường vận chuyển ở Biển Đỏ và Vịnh Aden khỏi các cuộc tấn công không ngừng của Houthi, đánh chặn hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái UAV trong môi trường hoạt động cường độ cao. Thậm chí, nhóm tác chiến USS Dwight D. Eisenhower còn tấn công trực tiếp vào các mục tiêu của Houthi ở Yemen như cơ sở hạ tầng, vũ khí, bệ phóng và các tài sản khác. Phần lớn các cuộc không kích được Mỹ thực hiện đơn phương và đôi khi tiến hành cùng với các lực lượng quân sự Anh. Sau 7 tháng hoạt động ở Trung Đông, nhóm USS Dwight D. Eisenhower cuối cùng đã rời Biển Đỏ vào cuối tuần qua. Nhóm đang hoạt động ở Đông Địa Trung Hải trước khi quay trở lại Mỹ. Thay thế nhóm USS Dwight D. Eisenhower là nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt. Nhóm này dự kiến sẽ rời khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong những ngày tới sau khi hoàn thành cuộc tập trận theo kế hoạch và đi đến Trung Đông. Thiếu tướng Pat Ryder, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho hay tại Trung Đông, nhóm USS Theodore Roosevelt sẽ tiếp tục thúc đẩy sự ổn định trong khu vực, ngăn chặn hành vi tấn công và bảo vệ dòng chảy thương mại tự do ở khu vực. Với việc nhóm USS Dwight D. Eisenhower trở lại Địa Trung Hải, còn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vẫn đang ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên sau một thời gian Mỹ sẽ không có tàu sân bay nào hoạt động ở Trung Đông. Trong khi đó, nhóm Houthi vẫn liên tiếp tấn công vào các tàu thương mại trong tháng này. Thậm chí Houthi đã lần đầu tiên sử dụng xuồng không người lái USV chở đầy chất nổ để tấn công một tàu hàng và khiến con tàu bị chìm. Tính đến cuối tháng 5, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower đã bắn hơn 500 quả đạn với tổng giá trị khoảng 1 tỷ đô la Mỹ. Điều này đặt ra câu hỏi về tính bền vững trong sứ mệnh bảo vệ an ninh ở Trung Đông của Hải quân Mỹ giữa lúc chi phí ngày càng tăng cao.
trong cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tối ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ. Cựu Tổng thống Trump công kích người kế nhiệm Biden rằng ông ấy là Tổng thống tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ khi được hỏi về giải pháp để các dịch vụ chăm sóc trẻ em trở nên dễ tiếp cận hơn từ hai người điều phối chương trình. Nếu ông ấy thắng cử, đất nước chúng ta sẽ không có cơ hội thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Thậm chí, chúng ta sẽ không còn nước Mỹ, ông Trump nói. Ngay lập tức, ông Biden đã đáp trả bằng việc lập luận tương tự, đồng thời tuyên bố ông Trump hầu như không làm gì cho việc chăm sóc trẻ em trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Tổng thống Mỹ đương nhiệm cũng cho rằng Mỹ cần tăng tín dụng thuế chăm sóc trẻ em, tăng số lượng việc làm cho cha mẹ đơn thân và khuyến khích các doanh nghiệp có cơ sở chăm sóc trẻ em. Ở chiều ngược lại, Tổng thống Joe Biden cũng liên tục công kích những lùm xùm pháp lý mà đối thủ đến từ Đảng Cộng Hòa đang vướng phải và gọi ông Trump là tội phạm bị kết án. Hãy nghĩ đến tất cả các án phạt dân sự của ông Trump. Ông đang nợ bao nhiêu tỷ đô la Mỹ tiền phạt vì lạm dụng tình dục phụ nữ ở nơi công cộng? Ông nghĩ sao về việc ngoại tình với một ngôi sao khiêu dâm trong khi vợ ông đang mang thai? Ông Biden nói. Cuối tháng trước, Tổng thống Trump đã nhận phán quyết có tội từ tòa án New York với 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh liên quan đến khoản tiền bịt miệng một ngôi sao phim người lớn vào năm 2016. Ngoài ra, ông Trump bị buộc tội lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà văn Jean Caron, cũng như thổi phồng giá trị tài sản của mình để đảm bảo các khoản vay ưu đãi. Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận phán quyết mà tòa án đưa ra trước đó. Sau giờ nghỉ đầu tiên, theo thống kê, ông Donald Trump đã sử dụng 40 phút 12 giây tranh biện. Trong khi đó, tổng thời gian của ông Joe Biden là khoảng 35 phút 41 giây. Mặc dù cả hai ứng cử viên đều có cơ hội trả lời như nhau, họ có thể lựa chọn không dùng hết quỹ thời gian cho phép để phát biểu. Cuộc tranh luận vào tối ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ được coi là màn tái đấu đầu tiên trong một cuộc tranh luận của ông Biden và ông Trump kể từ khi cuộc bầu cử năm 2020. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ giữa hai ứng cử viên cao tuổi nhất và là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Tổng thống Mỹ Biden và ông Trump đã có cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên ngày 27 tháng 6 theo giờ Mỹ ở Atlanta. Thông thường thì hai ứng cử viên sẽ tiến hành tranh luận sau khi đã được đảng của họ chính thức đề cử, nhưng truyền thống này đã không diễn ra trong năm nay. Mặc dù cả hai ứng cử viên đã có đủ số đại biểu để đại diện cho đảng, nhưng phải đợi tới đại hội đảng vào giữa tháng 7 đối với đảng Cộng Hòa và tháng 8 đối với đảng Dân Chủ thì họ mới chính thức được đề cử. Cuộc tranh luận này cũng được coi là màn tái đấu đầu tiên trong một cuộc tranh luận của ông Biden và ông Trump kể từ cuộc bầu cử năm 2020. Đây là sự kiện chưa từng có tiền lệ giữa hai ứng cử viên cao tuổi nhất và là cuộc tranh luận tổng thống sớm nhất trong lịch sử nước Mỹ. Phiên tranh biện đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay là cuộc đối đầu lịch sử giữa một đương kim Tổng thống và một cựu Tổng thống. Chính vì vậy, người dân Mỹ rất chờ đợi khi thăm dò cho thấy 4 trên 10 người sẽ xem trực tiếp sự kiện này. Còn một số yếu tố khác cũng tạo nên sự hấp dẫn của cuộc tranh luận như các quy định không được mang đạo cụ hay ghi chép được chuẩn bị trước. Micro sẽ bị tắt cho tới khi tới lượt trả lời. Trong hai khoảng thời gian nghỉ quảng cáo, nhân viên của cả hai bên không được tương tác với ứng cử viên và sẽ không có khán giả trực tiếp trong thời gian diễn ra tranh luận. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1976 sự kiện diễn ra mà không có khán giả trực tiếp để đảm bảo ứng cử viên có thể tối đa hóa thời gian quy định. Cuộc tranh luận được cho là sẽ mang lại sự tương phản rõ rệt nhất giữa hai ứng cử viên và cách họ thể hiện như thế nào có thể sẽ ảnh hưởng tới quyết định của các cử tri còn do dự hoặc các cử tri chưa đăng ký bỏ phiếu. Có thể nói, cuộc tranh luận sẽ đánh dấu giai đoạn mới của cuộc đua tổng thống khi còn chưa đầy 5 tháng nữa sẽ đến ngày bỏ phiếu. Độ tuổi của các ứng cử viên chính là một trong những mối quan tâm của cử tri Mỹ khi trong năm nay ông Biden sẽ bước sang tuổi 82, còn ông Trump sẽ sang tuổi 78. Đây là hai ứng cử viên nhiều tuổi nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Cuộc tranh luận lần này đúng là một phép thử của không chỉ sự minh mẫn mà còn là sức khỏe khi cả hai ứng cử viên đều phải trải qua 90 phút tranh luận mà không được mang theo bất cứ sự trợ giúp nào lên sân khấu. Trong các cuộc khảo sát trước tranh luận, sức khỏe tâm thần của các ứng cử viên là một trong những mối quan tâm hàng đầu của các cử tri còn chưa quyết định. Có tới 78% số người được hỏi cho rằng ông Biden đã quá lớn tuổi để đảm đương công việc của Tổng thống, trong khi con số này là 53% đối với ông Trump.
Đây chính là cơ hội để đương kim Tổng thống Joe Biden chứng tỏ cho các cử tri còn nghi ngờ về sức khỏe của ông là ông đủ khả năng điều hành đất nước thêm 4 năm nữa. Việc thể hiện tốt và minh mẫn sẽ đánh tan các tin đồn và quan ngại về sức khỏe của ông và hướng cử tri về các vấn đề chính sách. Trong khi đó, việc thể hiện không tốt sẽ có thể ảnh hưởng tới khả năng gây quỹ, đồng thời mang lại lợi thế cho đối thủ Donald Trump trong các cuộc khảo sát. Chính vì vậy, ông Biden trong thời gian qua đã cùng đội ngũ của mình dành nhiều thời gian tiến hành các cuộc tranh luận giả lập để chuẩn bị cho buổi tranh luận. Không chỉ ông Biden mà ông Trump cũng đã nhiều tuổi và các cử tri ít nhiều cũng lưu ý tới vấn đề này. Chính vì vậy, trong cuộc tranh luận này, ông Trump sẽ cần thể hiện mình vượt trội đối thủ trong các vấn đề chính sách và cả sức khỏe tâm thần. Tại thời điểm khi chỉ còn chưa tới 5 tháng nữa là sẽ tới ngày bầu cử, cuộc tranh luận lần này thực sự gây rất nhiều sức ép về cả tinh thần và sức khỏe đối với cả hai ứng cử viên. Nhưng nếu thể hiện tốt thì đó sẽ là một điểm cộng trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đang ngày càng trở nên gay cấn. Nhiều cuộc thăm dò gần đây cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn là mối quan tâm hàng đầu của người dân trước cuộc bầu cử và ứng cử viên chắc chắn sẽ được hỏi về chính sách và cách tiếp cận kinh tế của họ. Vấn đề nhập cư, an toàn công cộng và quyền phá thai cũng có khả năng là chủ đề tranh luận vì chúng được xếp hạng cao trong mối quan tâm của cử tri. Chính sách đối ngoại có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của nhiều cử tri, song cách hai ứng viên tranh luận về xung đột Ukraine và giải Gaza có thể tác động đến cuộc đua sít sao khi ông Trump muốn tìm cách tạo ra sự thay đổi, còn ông Biden cho rằng Đảng Cộng Hòa sẽ làm tổn hại lợi ích Mỹ. Với tư cách là Tổng thống đương nhiệm, ông Biden có thể sẽ phải đối mặt với những câu hỏi về vấn đề nóng bỏng mà đất nước đang phải đối mặt như lạm phát, an ninh biên giới và vấn đề người nhập cư. Trong khi đó, ông Trump phải đối mặt với thách thức pháp lý kể từ khi rời nhiệm sở, bao gồm việc bị kết án trong vụ chi tiền bịt miệng năm 2016. Ông Trump cũng phải đối mặt với 3 phiên tòa hình sự khác sắp diễn ra, bao gồm cáo buộc xử lý sai tài liệu mật và nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020. Cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ là ông Biden và ông Trump đã diễn ra theo đúng kế hoạch với thời lượng 90 phút. Không như mong đợi, cuộc tranh luận đã trở thành diễn đàn để cả hai bên công kích lẫn nhau. Cả hai ứng cử viên đều không trực tiếp trả lời hầu hết các câu hỏi được người dẫn chương trình đưa ra, mà thay vào đó tận dụng thời gian để chuyển hướng sang các chủ đề khác mà mình muốn nhấn mạnh, nêu bật các thành tựu, thành tích của mình, đồng thời chỉ trích các chính sách cũng như cá nhân đối thủ của mình. Về chính sách đối ngoại, cụ thể là cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Trump nói rằng nếu ông là Tổng thống Mỹ, thì Nga đã không phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông tuyên bố việc Mỹ rút lực lượng ra khỏi Afghanistan là vô trật tự, đến mức khuyến khích ông Putin có hành động quân sự ở Ukraine. Với ông Biden, thì ông cũng chỉ trích ông Trump đã không coi trọng Liên minh NATO vốn sẽ giúp ngăn chặn cuộc xung đột ở Ukraine không lan sang các khu vực khác trên thế giới. Đối với vấn đề Trung Đông, cựu Tổng thống Trump không khẳng định sự ủng hộ đối với việc thành lập một nhà nước Palestine độc lập và cho biết ông sẽ phải xem xét vấn đề đó. Trong khi đó, khi được hỏi ông sẽ làm gì để kết thúc cuộc chiến ở giải Gaza giữa Israel và Hamas, ông Biden đã ca ngợi một kế hoạch 3 giai đoạn bao gồm việc trao đổi các con tin lấy các tù nhân Palestine và một lệnh ngừng bắn với các điều kiện bổ sung. Ông Biden cho biết Mỹ vẫn đang tiếp tục nỗ lực để Hamas chấp nhận đề xuất này. Sau màn tranh luận, mỗi ứng cử viên có 2 phút để phát biểu kết thúc. Về phía ông Trump, trong 2 phút cuối, ông cáo buộc Tổng thống Biden đã để chiến tranh nổ ra trên khắp thế giới và để vấn đề nhập cư diễn biến phức tạp. Về phía ông Biden nói rằng nước Mỹ đã đạt được tiến bộ đáng kể về các vấn đề như thuế và khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau thất bại trong thời gian ông Trump nắm quyền. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục giảm lạm phát. Đây là cuộc tranh luận đầu tiên giữa ông Biden và ông Trump kể từ cuộc bầu cử vào năm 2020 và là cuộc tranh luận sớm nhất trong lịch sử bầu cử Mỹ. Sự kiện này khá được mong chờ khi chỉ hơn 4 tháng nữa là tới ngày bầu cử. Tuy nhiên, có thể nói rằng cả hai ứng cử viên đều không có một màn thể hiện tốt và không có ai là người chiến thắng. Các quan chức NATO cho biết sẽ không có các cuộc đàm phán về tư cách thành viên của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới.
nhưng liên minh sẽ thông báo một kế hoạch điều phối sự hỗ trợ cho nước này về dài hạn. Các quan chức cho biết NATO sẽ cung cấp cho Ukraine một trụ sở mới để quản lý hỗ trợ quân sự tại hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 75 năm thành lập liên minh ở Washington. Đây được coi như một sự đảm bảo cho cam kết lâu dài của liên minh về an ninh Ukraine, vốn được coi là cầu nối cho tư cách thành viên cuối cùng của Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng với một số tổ chức Trung Âu đã hy vọng Kiev sẽ được NATO đề nghị đàm phán về tư cách thành viên tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 7. Tuy nhiên, thay vào đó, liên minh thông báo họ đã đồng ý thành lập một phái đoàn ở Đức để điều phối viện trợ các loại phương tiện cho Ukraine về lâu dài, các quan chức Mỹ và NATO cho hay. Động thái này nhằm gửi đi một tín hiệu mạnh mẽ về cam kết của các đồng minh cả tới Kiev và Moscow, giữa bối cảnh Nga hy vọng phương Tây sẽ ngày càng mệt mỏi vì hỗ trợ cho Ukraine. Do sứ mệnh này được thực hiện dưới sự bảo trợ của NATO, nên nó được thiết kế để hoạt động ngay cả khi ông Donald Trump, người chỉ trích gay gắt liên minh về việc viện trợ cho Ukraine, đắc cử tổng thống vào tháng 11. Chính quyền Tổng thống Biden và các quan chức NATO đưa ra ý tưởng này như một biện pháp nhằm mang đến một điều gì đó vững chắc cho Kiev tại hội nghị thượng đỉnh, ngay cả khi họ cho rằng thời điểm này không thích hợp để Ukraine tham gia. Trên thực tế, điều này không chỉ vì Ukraine vẫn trong tình trạng xung đột. Điều đó có thể khiến NATO trở thành lực lượng tham chiến, mà còn bởi Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho rằng Kiev phải thực hiện những cải cách quan trọng để giảm tham nhũng và cải thiện nền dân chủ cũng như pháp quyền. Phương Tây hy vọng cam kết này sẽ làm hài lòng ông Zelensky và dẫn đến một hội nghị suôn sẻ hơn hội nghị thượng đỉnh lần trước cách đây một năm tại Vilnius, Litva, nơi nhà lãnh đạo Ukraine không hài lòng khi nước này không được đưa ra một mốc thời gian chắc chắn cho các cuộc đàm phán trở thành thành viên. Nhiệm vụ mới sẽ bao trùm hoạt động của các quốc gia trong liên minh nhằm cung cấp các khía cạnh viện trợ quân sự khác nhau cho Ukraine như phòng không, pháo, chiến đấu cơ F-16, vũ khí và huấn luyện. Nó cũng điều phối việc đào tạo cho các quân nhân Ukraine tại các nước trong liên minh, cũng như các thỏa thuận an ninh song phương dài hạn mà một số nước đã ký với Kiev. Các quan chức Mỹ và NATO giấu tên tiết lộ, đồng thời khẳng định các nước NATO đều nhất trí thành lập sứ mệnh này và kế hoạch sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh tới. Trước đây, việc viện trợ cho Ukraine chủ yếu được cung cấp theo từng quốc gia mà ít quan tâm đến tính hiệu quả hay thậm chí là những nhu cầu cấp thiết nhất của Kiev. Các quan chức tóm tắt kế hoạch cho biết, việc tập hợp các gói viện trợ và đào tạo thiết yếu dưới một lực lượng chỉ huy là nhằm khiến việc cung cấp vũ khí nhất quán hơn. Được gọi với cái tên, huấn luyện và hỗ trợ an ninh của NATO cho Ukraine, sứ mệnh này sẽ hoạt động nhằm giảm sự trùng lặp và các vấn đề phức tạp của những loại vũ khí khác nhau được gửi tới Ukraine. Chẳng hạn, các quan chức NATO cho biết gần đây, Pháp đã đề nghị cung cấp một số chiến đấu cơ Mirage, song Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đào tạo phi công và đưa F-16 vào hoạt động. Mirage, một loại chiến đấu cơ phức tạp tương tự, đòi hỏi quá trình huấn luyện, các bộ phận và bảo trì khác nhau, có thể gây căng thẳng cho năng lực của Ukraine. Ivo Dander, cựu đại sứ Mỹ tại NATO, người đã thông báo về kế hoạch này cho biết, việc đặt sứ mệnh dưới sự bảo trợ của NATO sẽ bảo vệ nó khỏi bất kỳ thay đổi chính trị nào ở Washington. Sứ mệnh mới cũng sẽ kết hợp với một nhóm hiện có của Mỹ để xử lý các chuyến hàng vũ khí và đào tạo nhân sự. Nó sẽ hoạt động song song với nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine hiện đang đặt dưới sự lãnh đạo của Mỹ và điều phối việc chuyển giao vũ khí của khoảng 50 quốc gia cho Ukraine. Nhóm này không chính thức được gọi là phái đoàn vì sự phản đối từ Đức, vốn muốn tránh hàm ý rằng Đức và NATO đang chiến tranh với Nga, ông Dander nói. Mặc dù Nga coi cuộc xung đột ở Ukraine là một chiến dịch tự vệ nhằm chống lại NATO ngày càng mở rộng và thù địch. Đó là một nỗ lực chống lại ông Trump và là một nỗ lực có chủ đích nhằm đưa Ukraine và NATO xích lại gần nhau để hỗ trợ Kiev hiện nay cũng như trong tương lai, ông Dander nhận định. Chính quyền Tổng thống Biden chưa bình luận công khai về chi tiết của kế hoạch. Tuy nhiên, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, hội nghị thượng đỉnh sẽ cho thấy các đồng minh đang thực hiện những bước cụ thể nhằm đưa Ukraine đến gần hơn và đảm bảo nước này có một cầu nối để trở thành thành viên cuối cùng. Tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào năm ngoái, liên minh này cũng từ chối đưa ra cho Ukraine một mốc thời gian cố định và lộ trình rõ ràng để trở thành thành viên hoặc cho phép quá trình đàm phán trở thành thành viên bắt đầu. Ông Zelensky không hài lòng nhưng lập trường chung của liên minh sẽ không thay đổi tại hội nghị lần này. Việc NATO không sẵn sàng mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine hoặc đưa ra một khung thời gian cố định để thực hiện điều đó, trái ngược với Liên minh châu Âu, hiện đã mở các cuộc đàm phán gia nhập với Ukraine và Moldova ngày 25 tháng 6.
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói một cách mơ hồ về kế hoạch cho sứ mệnh mới sau cuộc họp với các bộ trưởng quốc phòng NATO ngày 14 tháng 6. Ông cho biết kế hoạch sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Washington và sẽ đặt sự ủng hộ của chúng tôi cho Ukraine trên một nền tảng vững chắc hơn trong nhiều năm tới. Gọi sứ mệnh mới là một hội nghị thượng đỉnh quan trọng có thể thực hiện được và là một bước tiến xa hơn trên con đường Ukraine trở thành thành viên NATO. Ông nhấn mạnh, những nỗ lực này không khiến NATO trở thành một bên trong cuộc xung đột, nhưng chúng tôi sẽ tăng cường sự hỗ trợ của chúng tôi cho Ukraine để hỗ trợ quyền tự vệ của nước này. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã thảo luận về những ưu tiên quốc phòng chung trong giai đoạn 2024-2029. Chủ tịch Ủy ban châu Âu đề nghị tăng cường đầu tư phát triển và mua sắm chung các thiết bị quân sự. Mục tiêu là giảm sự phụ thuộc của Liên minh châu Âu vào vũ khí Mỹ và tạo ra một thị trường nội bộ cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu. Tuy nhiên, các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu vẫn chưa thống nhất được về cách thức tài trợ cho các dự án quốc phòng chung. Đáng chú ý, Pháp ủng hộ ý tưởng sử dụng trái phiếu euro để tài trợ cho các khoản đầu tư quốc phòng, song một số quốc gia, trong đó có Đức, phản đối ý tưởng này. Trong khi đó, Thủ tướng Estonia đã đề xuất kế hoạch đầu tư 100 tỷ euro vào quốc phòng được tài trợ bằng nợ chung. Ngay trong ngày khai mạc hội nghị, Tổng thống Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh với Liên minh châu Âu. Động thái này được xem là một bước tiến hướng tới hòa bình và thịnh vượng cho châu Âu. Thỏa thuận này bổ sung cho các cam kết hỗ trợ quân sự, tài chính, nhân đạo và chính trị mà Ukraine đã nhận được từ những quốc gia khác, bao gồm Mỹ, Pháp, Đức, Anh và Nhật Bản. Ông Zelensky cũng kêu gọi tăng cường hỗ trợ năng lực phòng không cho Ukraine. Theo đài Sputnik của Nga, trong bức thư do nhà lãnh đạo của 4 quốc gia gửi tới giới chức EU, việc xây dựng tuyến phòng thủ này sẽ giải quyết nhu cầu cấp thiết và cấp bách nhằm bảo vệ khối này khỏi mối đe dọa quân sự và hỗn hợp. Các mối đe dọa hỗn hợp bao gồm các biện pháp phi quân sự như thông tin sai lệch, tấn công mạng, áp lực kinh tế và đẩy người di cư qua biên giới. Quy mô và chi phí của nỗ lực chung này đòi hỏi hành động đặc biệt của EU, hỗ trợ về cả mặt chính trị và tài chính, bức thư viết. Chi phí ước tính cho quá trình xây dựng tuyến phòng thủ dọc biên giới EU dài 700 km với Nga và Belarus là khoảng 2,67 tỷ đô la Mỹ. Lời kêu gọi này được đưa ra một tháng sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan công bố kế hoạch hợp tác với Litva, Latvia và Estonia xây dựng lá chắn Baltic, một tuyến phòng thủ thống nhất của các quốc gia vùng Baltic trên biên giới của EU với Nga và Belarus. Bình luận về lời kêu gọi trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh, tuyến phòng thủ theo kế hoạch của EU nên được xây dựng với các hàng rào thép gai hướng vào bên trong. Nga đã nhiều lần chỉ trích tuyên bố của Brussels về mối đe dọa từ Nga là vô căn cứ. Tổng thống Nga Putin cũng lên án những cáo buộc của phương Tây về kế hoạch cho rằng Moscow sẽ phát động một cuộc chiến với NATO, đặc biệt khi xét đến chi tiêu quân sự của Mỹ và Nga vào năm ngoái, lần lượt là 811 tỷ đô la Mỹ và 72 tỷ đô la Mỹ. Ông Putin cũng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Nga có kế hoạch tấn công châu Âu sau khi kết thúc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Ông cho rằng đây là cáo buộc hoàn toàn vô nghĩa. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV. Truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.